Trong phần tiếp theo của series Biệt đội chống tham nhũng, Cổ Thiên Lạc hợp tác với Lâm Phong. Lâm Phong có tên tiếng Anh là Raymond Lâm, sinh ngày 8 tháng 12 năm 1979 tại Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc, là một nam ca sĩ, người dẫn chương trình kiêm diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Hồng Kông gốc Trung Quốc. Ngày 4 tháng 4, phần 4 của series Biệt đội chống tham nhũng của Cổ Thiên Lạc P-Strom sẽ ra rạp tại Trung Quốc, Hồng Kông và Malaysia. Nhiều fan hâm mộ đang mong chờ bộ phim vì sự xuất hiện của Lâm Phong. Nối tiếp câu chuyện chống tham nhũng, thanh tra Lục Chí Liêm, Cổ Thiên Lạc trong phần này sẽ tập trung điều tra nhân vật phản diện của Lâm Gia Đống, vốn đã xuất hiện từ phần 1, và Lâm Phong. Trong phim, Lâm Phong vào vai đại thiếu gia tập đoàn bất động sản Tào Nguyên Nguyên bị vào tù vì tội chiếm đoạt đất đai phi pháp của nông dân ở Tân Giới. Thông qua quỹ từ thiện trá hình của cha mình và sự giúp đỡ của luật sư, Tào Nguyên Nguyên dùng tiền hối lộ nhằm thực hiện các hành vi tội ác bên ngoài. Đây là vai phản diện thú vị của Lâm Phong sau loạt nhân vật nam chính ngôn tình trong những phim truyền hình đại lục trước đó, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn. Sau khi rời công ty Anh Hoàng, Lâm Phong ký hợp đồng với công ty của Cổ Tự, thực hiện nhiều dự án phim Hồng Kông nổi bật. Trong năm nay, ngoài dự án P-Strom, Lâm Phong sẽ tiếp tục hợp tác với Cổ Tử trong phim Cỗ Máy Thời Gian bản điện ảnh. Nói về việc đầu quân cho công ty đàn anh, Lâm Phong từng chia sẻ lý: "Tôi cũng giống như Tuyên Huyên, ký hợp đồng quản lý với Cổ Thiên Lạc. Vì khi tôi gia nhập TVB, anh ấy là người đỡ đầu cho tôi. Hai mươi mấy năm qua chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau." Nhiều fan hâm mộ phim TVB tỏ ra vui mừng vì quyết định này của đại thiếu gia và sẵn sàng ủng hộ những dự án sắp tới của anh.